Một bác sĩ người Pháp đã bị kết tội hiếp dâm hàng chục em trai Việt Nam có độ tuổi từ 13 cho đến 15, hiện vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật dù đã bị tòa án ở Pháp tuyên án 20 năm tù. Hôm ngày 19 tháng 4, thì trang tin Vice có bài phóng sự của tác giả Vivian Stone tìm hiểu về vụ việc một người bác sĩ Pháp có tên là Olivia Laroque, 60 tuổi, làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội, đã bị cáo buộc là hiếp dâm các em trai ở Hà Nội từ năm 2011 cho đến năm 2013, nhưng hiện nay đang bỏ trốn. Bài báo này đã phỏng vấn trực tiếp một số nạn nhân. Những người này giờ đây đã trở thành người lớn, có người đã có gia đình, có con, nhưng tất cả đều chịu những ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì bị hiếp dâm khi còn bé. Theo lời kể của nạn nhân, thì viên bác sĩ người Pháp này đã lợi dụng các em trai là trẻ em đường phố có khó khăn rồi dụ dỗ các em về nhà cho ăn, cho tiền và hiếp các em. Viên bác sĩ này còn quay phim, chụp hình các em. Theo hồ sơ của tòa mà tờ Vice có được, thì cảnh sát đã tìm thấy 69 video và 546 bức hình cảnh lạm dụng các em trai trong thẻ nhớ của viên bác sĩ này liên quan đến hơn 33 trẻ em trai. Trong số này chỉ có 9 em được xác định danh tánh, 7 em thì có độ tuổi dưới 15. Theo Vice thì có những bằng chứng là viên bác sĩ người Pháp này đã xóa hàng ngàn hình ảnh và video các em trên máy tính cá nhân của mình trước khi bị bắt. Laroque chỉ bị bắt ở Hà Nội vào năm 2013 khi một nạn nhân đã tìm cách đánh cắp được cái thẻ nhớ và trao nó cho một tổ chức chuyên chống nạn buôn người có tên là Blue Dragon. Tổ chức này đã gửi tấm thẻ nhớ đến Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Laroque đã bị dẫn độ trở lại Pháp vào năm 2013 theo một thỏa thuận giữa chính phủ Pháp và Việt Nam sau khi ông ta bị bắt. Và vì luật bảo vệ trẻ em ở Việt Nam vào thời điểm đó không công nhận các bé trai là nạn nhân của lạm dụng tình dục, người ta tin rằng ông này sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt hơn ở Pháp. Viên bác sĩ này đã bị tạm giữ từ tháng 8 của năm 2013 cho đến tháng 2 của năm 2015. Sau đó thì ông đã nộp phạt 10.000 euro để được tự do tại ngoại. Tuy nhiên, vào tháng 3 của năm 2022, viên bác sĩ này đã không có mặt để trả lời thẩm vấn trước phiên tòa. Và tại phiên tòa vào tháng 11 năm ngoái thì viên bác sĩ này cũng vắng mặt. Tháng 11 của năm 2022, tức là 9 năm sau khi lần đầu tiên bị dẫn độ trở lại Pháp, thì ông bác sĩ Laroque này, hiện nay đã 60 tuổi, bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên dưới 15 tuổi tại một phòng xử án ở Paris và bị kết án 20 năm tù. Nhưng điều lạ lùng là ông ta không có mặt ở trong phòng xử án để nghe phán quyết. Lần thứ hai thì ông bác sĩ này lại lọt qua hệ thống tư pháp của Pháp bằng cách đơn giản là không xuất hiện. Lần đầu tiên là vào tháng 3 của năm 2022, khi ông ta không xuất hiện để thẩm vấn trước phiên tòa xét xử về tội tấn công tình dục và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Mặc dù ông ta bị bắt từ năm 2013, nhưng phải mất 9 năm thì vụ việc mới được đưa ra tòa Pháp. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ cũng như những người liên quan đến vụ án. Lệnh bắt giữ đã được ban hành và cuối cùng ông ta bị bắt ở miền Nam nước Pháp 2 tuần sau đó. Nhưng điều xảy ra tiếp theo là điều mà một số tổ chức phi chính phủ và luật sư liên quan đến vụ kiện cho là khó hiểu, là bởi vì mặc dù là có nguy cơ bỏ trốn rất là rõ ràng, nhưng mà một thẩm phán giám sát và tự do đã trả tự do cho ông ta để giám sát tư pháp, rồi ông ta lại biến mất. Lần cuối cùng, mọi người nghe tin về kẻ phạm tội tình dục là vào ngày 5 tháng 10 của năm 2022, khi Laroque đến trình diện với cảnh sát như một phần của điều kiện được trả tự do dưới sự giám sát của tư pháp. Tình trạng bỏ trốn hiện nay của Laroque là nguyên nhân gây ra lo lắng cho nhiều người và gây bất an cho những người muốn đưa ông ta ra trước công lý. Vụ trốn thoát cũng đã đặt ra câu hỏi về thẩm quyền và phán quyết của hệ thống tư pháp của Pháp. Việc thu nhỏ hệ thống tư pháp của Pháp cho thấy các vấn đề có cấu trúc lớn hơn, rộng hơn đã bị chỉ trích bởi cả những người bị mắc kẹt trong hệ thống và các nhà quan sát đang tìm kiếm. Emma Day là đồng sáng lập của tổ chức Try Red Cross International, làm việc với những nạn nhân bị bóc lột tình dục xuyên quốc gia, đã nói với Vice World News là đó là một sự vụ án
oan sai, có nghĩa là thật là tồi tệ khi một quốc gia có thu nhập cao lại không ưu tiên cho một trường hợp như thế này. Ông ấy rõ ràng cũng gây rủi ro cho trẻ em ở Pháp khi được tại ngoại. Cuối cùng, ông bác sĩ Pháp đã hiếp dâm hàng chục em trai Việt Nam vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, và hiện đang ở đâu không ai biết.